Vì sao Tô Lâm cứ lần nữa chưa sang thăm Trung Quốc? Lịch sử cận đại Việt Nam cho thấy Trung Quốc, nước láng giềng phương Bắc, luôn là cái nôi, thậm chí là các thế lực nuôi dưỡng cho các tổ chức chính trị tại Việt Nam như Việt Quốc, Việt Cách, Việt Nam Quốc dân Đảng và kể cả Đảng Cộng sản. Kể từ hội nghị Thành Đô năm 1990, sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, ban lãnh đạo Bắc Kinh bắt đầu can thiệp trực tiếp vào công tác nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là điều mà ai cũng biết. Vì vậy, thái độ khác thường đối với Việt Nam của ban lãnh đạo Bắc Kinh trong thời gian gần đây sau khi Tô Lâm ngồi vào ghế quyền lực cao nhất đã khiến công luận lo ngại. Trong quá khứ, một số lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã phải trả giá vì lỡ làm cho ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng, thậm chí là căm tức. Đôi khi một số lãnh đạo cấp cao của Việt Nam bị gọi là những đứa con hoang đàng, ngỗ ngược. Việc cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột nhiên mắc bệnh lạ rồi qua đời vào tháng 9 năm 2018 sau chuyến thăm Bắc Kinh tháng 5 năm 2017 là một kết cục bi thảm đầy bí ẩn, là minh chứng về một trường hợp khó bảo. Ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, ông Trần Đại Quang được phát hiện bị nhiễm virus hiếm và độc từ tháng 7 năm 2017. Sau đó, ông đã đi Nhật chữa trị tới 6 lần nhưng không qua khỏi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến nay đã khẳng định quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Do vậy, việc chống phá của các thế lực kình địch và các phe phái trong Đảng đã giảm bớt đáng kể. Điều đó cho thấy về cơ bản, Tô Lâm đã bình định xong các thế lực trong nước. Trái lại, ông Tô Lâm đang phải đối diện với mối họa lớn từ người anh em đồng hương phương Bắc, nhất là trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới, một chuyến đi mang tính bắt buộc của tân Tổng Bí thư. Đây là điều không thể từ chối. Mới đây nhất, nhà văn Phạm Viết Đào đã tiết lộ trên trang Facebook cá nhân rằng có 5 yếu nhân tình nghi bị Trung Quốc hạ độc là Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành và gần đây là Nguyễn Chí Vịnh. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc vì đe dọa đến số phận của bà trùm Trương Mỹ Lan, một nhân vật được cho là người của Trung Quốc. Cả Nguyễn Bá Thanh và Trần Đại Quang đều có những sự khác thường về sức khỏe sau chuyến đi Trung Quốc trở về. Chủ tịch Trần Đại Quang chỉ nhận một bó hoa trong chuyến thăm này mà đã mang virus lạ và qua đời sau đó. Ông Phạm Viết Đào cho biết thêm, ông Việt Phương, thư ký riêng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, có một số năm làm thư ký cho cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ông Phương kể, trong một lần cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Bắc Kinh, ông Lê Duẩn đã được ông Hồ gọi sang dặn dò: "Chú sang ngủ chung với bác, chắc họ không dám làm gì bác. Riêng chú hãy cẩn thận, bạn không ưa chú." Vì thế, từ đó về sau, ông Lê Duẩn mỗi khi sang Bắc Kinh thường đổi giường ngủ cho thư ký vì sợ Trung Quốc ám hại. Tô Lâm vốn là đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, cho một người có kinh nghiệm lọc lõi hơn 50 năm trong ngành công an. Ông cũng là một đội ngũ thân cận hùng hậu, đều là các tước tá an ninh, cảnh sát, thì việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng Bí thư ở nội địa là hoàn toàn an tâm. Ngược lại, chuyến công du Bắc Kinh tới đây của Tô Lâm là một thách thức vô cùng lớn, nhất là khi Trung Quốc đã thể hiện không thân thiện, không ủng hộ tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại tướng Trần Đại Quang cũng là một ông trùm an ninh cảnh sát, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng là một trùm tình báo quân đội. Vậy mà cả hai dễ dàng bị mắc bệnh lạ sau khi thăm Trung Quốc. Thử hỏi sinh mệnh của Tô Lâm sẽ ra sao sau chuyến thăm sắp tới? Phải chăng đó là lý do khiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm vẫn còn lần nữa chưa sang thăm Bắc Kinh? Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin "Vì sao Tô Lâm cứ lần nữa chưa sang thăm Trung Quốc?". Vì sao ngày đầu ngồi vào ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm đã chạm liền 4 tướng? Chỉ trong vòng có 73 ngày, ông Tô Lâm từ Bộ trưởng Bộ Công an trở thành Chủ tịch nước, một trong 4 vị trí nắm quyền lực cao nhất của Đảng. Sau khi Tổng Trọng qua đời tại Hội nghị Trung ương bất thường sáng ngày 3 tháng 8, Tô Lâm tiếp tục được suy tôn làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian còn lại của Đại hội khóa 13. Ngay sau đó, chiều ngày 3 tháng 8, dưới sự điều hành của tân Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của 4 lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương trên cơ sở các báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định cho các ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 thôi giữ các chức vụ. Đồng thời cũng đã đồng ý để các ông như Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Theo thông cáo của Đảng, nhận thức rõ trách nhiệm của Đảng và nhân dân, 4 lãnh đạo kể trên đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Đây là một sự kiện gây chấn động dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giết gà để dọa khỉ, để phát đi một thông điệp rằng công cuộc đốt lò vẫn sẽ tiếp tục. Khác với đánh giá lạc quan của giới phân tích quốc tế cho rằng một khi Tô Lâm nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng thì cuộc chiến giữa các lãnh đạo cấp cao sẽ giảm bớt, đồng thời nội bộ Đảng sẽ đi vào ổn định. Theo giới thạo tin, việc xử lý 4 nhân vật lãnh đạo kể trên nhằm mục đích dàn mặt các thế lực đứng sau, chống lưng cho họ. Trong lần bỏ phiếu tín nhiệm gần đây nhất ngày 7 tháng 12 năm 2023 tại kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký và Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Cao Tường Huy cùng đạt số phiếu tín nhiệm 100%. Điều đáng nói là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, khi đó là Giám đốc Công an Quảng Ninh, có số phiếu tín nhiệm cao, thấp nhất chỉ có 8 trên 61 phiếu và là một trong 3 lãnh đạo Quảng Ninh nhận số phiếu cao thấp nhất. Ông Nơi trước đây là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng đưa về làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và được phong hàm Thiếu tướng. Tại Quảng Ninh, Thiếu tướng Nơi chỉ đạo điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến tham nhũng. Phát biểu khi công bố kết quả bỏ phiếu, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khi đó đã hùng hồn đánh giá việc lấy phiếu tín nhiệm là phương thức đánh giá quan trọng, giúp cho cán bộ tự soi, tự sửa để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Chớ chiều thay, vào ngày 3 tháng 8, Hội nghị Trung ương bất thường đã quyết định cho Bí thư tỉnh ủy Ký thôi chức để về vườn. Ngay khi lên cương vị Tổng Bí thư, ông Chủ tịch nước Tô Lâm đã trảm điển 4 tướng. Điều này cho thấy ông muốn gửi đi một thông điệp, một sự uy hiếp đến các thế lực thù địch trong Đảng đã cáo buộc mình là không đủ tư cách đạo đức cũng như phẩm chất để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều kể trên cũng cho thấy công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng đã thất bại hoàn toàn. Chỉ trong hơn 3 năm đầu của Đại hội Đảng khóa 13 đã có tới 26 ủy viên Trung ương Đảng phải thôi chức và bị xử lý hình sự. Trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị là nhân vật cấp cao, thậm chí cả trong tứ trụ hay thường trực Ban Bí thư. Trong một môi trường chính trị thiếu minh bạch, các quy định của Đảng cũng hiến pháp, pháp luật không còn được tôn trọng như hiện nay ở Việt Nam, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chẳng phải là trường hợp ngoại lệ gì. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Vì sao ngày đầu ngồi vào ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm trảm liền 4 tướng. Hy vọng Tô Lâm nhà ghế Chủ tịch nước cho Lương Cường là điều không tưởng. Trước, trong và sau Hội nghị Trung ương ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm đã chính thức trở thành Tổng Bí thư. Những hình ảnh trên truyền thông nhà nước cho thấy sự thất vọng rõ rệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Cường và Đại tướng Phan Văn Giang. Sự thất vọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính không phải do không trở thành Tổng Bí thư. Kể cả ông Chính được bầu làm Tổng Bí thư thì sẽ tạo nên một sự xáo trộn rất lớn về hệ thống nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, khi Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư, theo giới quan sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Cường sẽ là những kẻ thù lớn nhất từ nay đến đại hội lần thứ 14 của ông Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm chắc chắn sẽ tìm mọi cách để mà loại bỏ hai nhân vật này khi có cơ hội. Khi Chủ tịch Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư chính thức, trong thời gian 16 tháng còn lại của Đại hội Đảng khóa 13, ông sẽ có rất nhiều lợi thế trong việc củng cố lực lượng để tiếp tục giữ chức vụ này tại đại hội lần thứ 14. Vốn dĩ, ông Tô Lâm là một người có tham vọng quyền lực, không thua kém Tổng Trọng. Theo một số đánh giá, Tô Lâm có thể sẽ ngồi thêm từ 2 đến 3 nhiệm kỳ trên cương vị người đứng đầu Đảng và nhà nước, rồi sau đó ông sẽ chuyển ngôi lại cho con trai là Đại tá Tô Long, người mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Để đạt được mục đích như vừa kể trên, Tô Lâm được cho là sẽ sử dụng sức mạnh của mình và phe cánh để loại bỏ tất cả các đối thủ có định cản đường ông. Như trong thời gian nửa năm vừa qua, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã liên tiếp đánh gục các nhân vật lãnh đạo hàng đầu để mà leo lên vị trí tối cao hiện nay. Trong quá khứ cũng như hiện tại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một chính khách có tật xấu, nhớ lâu và thủ dài. Theo đồn đoán, sắp tới đây, cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị khởi tố, bắt giam. Ông Phúc bị cáo buộc là đã lạm dụng quyền lực để làm giàu cũng như đã hạ bệ rất nhiều đối thủ trong Đảng, đồng thời đã động chạm đến nguồn lợi quyền lực của ông Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên. Tương tự, trong ngày đầu tiên nhậm chức Tổng Bí thư, Tô Lâm đã quyết định xử lý 4 ủy viên Trung ương Đảng là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các Bí thư tỉnh ủy. Theo giới thạo tin, việc Tô Lâm trảm được ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường không chỉ vì liên quan đến các sai phạm của ông, mà mục chính là muốn dằn mặt cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là cha nuôi đỡ đầu của ông Khánh. Theo giới quan sát, từ đây tới đại hội lần thứ 14 khả năng rất cao, Tô Lâm sẽ bằng mọi cách triệt hạ Đại tướng Lương Cường, đồng thời sẽ tấn công mạnh vào ông Phạm Minh Chính. Đây là những nhân tố cuối cùng có thể cản bước Tô Lâm. Tô Lâm đã dương lên trở thành bí thư Quân ủy Trung ương, hoàn toàn có quyền kiểm soát Bộ Quốc phòng của Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội. Ông đã có quyền thay thế tướng Đỗ Ngọc Hùng là Tổng cục trưởng Tổng cục 2 để tự nắm giữ các tài liệu cũng như đường dây mà Tổng cục 2 sử dụng để liên lạc với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, người đang trốn lệnh truy nã. Nếu Tô Lâm nắm được các bí mật của vụ án Nhàn IC thì chắc chắn tới đây sẽ có hàng loạt quan chức cấp cao phải hầu tòa, trong đó có thể có cả tên Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một số nguồn tin còn cho hay liên minh giữa các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là mối quan hệ giữa Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường và Bộ trưởng Phan Văn Giang là hết sức lỏng lẻo. Vì thế, việc Tô Lâm muốn điều tra sai phạm của tướng Lương Cường sau khi ông trở thành bí thư Quân ủy Trung ương là điều khá dễ dàng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Cường là những nhân tố cuối cùng có thể cản bước Tô Lâm thực hiện mưu đồ bá chủ. Điều đó cho thấy việc công luận vẫn hy vọng ông Tô Lâm sẽ nhả ghế Chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường là điều không tưởng. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin hy vọng Tô Lâm nhả ghế Chủ tịch nước cho Lương Cường là điều không tưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de